hai. Chào gia đình yêu thương của Út nha. Trời ơi con đang nghiệp quật nó bụng rồi má. À, chúc gia đình yêu thương của Út ngày mới vui vẻ, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn nha. Nói nhiều quá nghiệp quật nó bụng rồi chứ nè. Ăn bánh tét nhiều quá. Cái cơ địa Út ngộ cái nhà ăn bánh tét là nó bụng, ăn nếp nó bụng à. Nói chung ăn nếp nó bụng à. Ngày lại phải ăn nếp, ác vậy đó. Giờ vô câu chuyện ha. Tháng thèn ơi, ngày hôm qua Út coi cái đầu video của Hồng Loan. Nó nói về cá bảy màu mà Út hả dạ ghê. Hả dạ quá. Bây giờ là Út tự tin về Hồng Loan đủ mạnh mẽ đó. Quá hả dạ luôn. Đúng không? Hồng Loan như vậy đó là mới là hả dạ cộng đồng mạng. Chứ im im hoài để cái bảy màu nhảy ra tặng hoài đâu được. Hồng Loan á gửi thông điệp đến cái bảy màu xuống lấy đứng ngoài đường á. Đứng ngoài đường nha. Không được bước vô mép cửa nhà nha. Hồng Loan tuyên bố nha. Không được bước vào mép cửa nhà nha. Như cái bảy màu. Cái bảy màu. Không có vô nhà xin dưa hấu cùng buôn nữa nha. Đó, không ai cho đâu. Đó. Hồng Loan nói là đừng trỏ cái mỏ hoài giống bị khùng. Hồng Loan như vậy á mới xứng đáng sự mong mỏi cộng đồng mạng, đúng cả nha. Chứ im im lặng lặng nhu nhược hoài thì người ta ăn hiếp tới khiếp mình. Đôi lúc hiền là một lẽ, đôi lúc phải sừng lông sừng cánh lên để bảo vệ mình là một lẽ. Đâu phải hiền là tốt đâu. Hiền với người cần hiền thì tốt. Còn hiền những người hại mình hoài á là hại mình nó chứ không có tốt đâu. Đó, Hồng Loan nói là giống cái đồ khùng trỏ cái mỏ đó hoài. Trời ơi đã. Nó vừa cái lòng tôi dễ sợ, nó vừa cái bụng tôi. Đó, hoan hô Hồng Loan. Như vậy mới vừa lòng cái bảy màu. Để nó thấy con người ta không trả lời, nó tưởng là nó đúng. Nó lên nó dở cái mỏ nó hoài nó quỷ. Nó lên nó chửi con người ta vô ơn này vô ơn nọ. Trong khi nó chả làm được gì cho con người ta từ ngày nó đến và từ ngày nó đi. Chưa làm gì mà nó trục lợi từ cái YouTube nó gần cả tỏi bạc tiền YouTube từ Hồng Loan. Nó bia kênh của nó lên. Giờ nó nói Hồng Loan vô ơn mà không làm được gì cho người ta mà tối ngày báo đời báo kiếp vu khống bị đặt hãm hại con người ta. Đó vậy mà nói là Hồng Loan vô ơn. Nó kiếm được tiền YouTube của Hồng Loan thì nó trả lại tiền 4 lá đơn kiện hình sự của con ve gọi là của thiên trả địa đó, đúng không nha cá bảy màu. Hồng Loan nói im im làm tới hả, im im làm tới hả, đúng. Hồng Loan đừng bao giờ im nữa. Đứa nào mà dở cái mỏ vô thì tát thẳng vào mặt nó. Đứa nào dở cái mỏ tát thẳng vào mặt, tát chừng nào mà nó xây mồng mồng cái mặt nó đỏ như cái bông hồng này nè. Đó bông hồng yến tạo nè, đó đỏ y chang vậy đó thì ngưng. Đừng có vậy tát nữa, tát nào mà đỏ y chang cái bông hồng vậy ngưng như cái áo này nè. Đó đúng không cả nhà, chứ đừng nói mà im im để nó làm tới. Tới là vu khống bị đặt con người ta, nào là bán phay la không chất lượng, nào là bán mỹ phẩm không chất lượng. Sao biết người ta bán chất lượng mình đi kiện đi, mình kiện công an kinh tế đó, mình là hoa hậu mà, mình nói cái gì cũng có bằng chứng mình đi kiện chứ, lên đây hồ đồ vậy hả. Vu khống bị đặt càng vu khống càng bị đặt. Hồng Loan càng giàu càng phát triển, nó càng đẹp mặt mà nói chồng á có tướng phu thê đúng luôn. Cái mặt hai chồng đều phúc hậu, đều dễ thương, đều hiền với nhau, đúng cả nhà. Nó thấy cảnh vợ chồng Hồng Loan hạnh phúc bên nhau, tưởng tượng tới cảnh ve đó nó thấy nó tức. Trời ơi tức mà nó đau lòng, nó đau cái lờ đồ nó đau lòng đó. Nó tức vợ chồng ta mình càng hại ta càng hạnh phúc, còn mình hại người ta vợ chồng mình giờ tan đàn sẽ ngé. Trời ơi nhất là le le bảy màu rồi đó. Thấy vợ chồng Hồng Loan mà Hồng Loan nó hát mấy bài mà múa múa đó, trời ơi tụi nó tới chắc chết, chắc chết quá. Rồi Út nói vấn đề ve cả nhà. Sau những ngày mà con ve nó ướt, nó ướt là cậu sống lại để nó ghi âm những cái đoạn cậu cho nhà nó. Nó ướt cậu sống lại để nó kêu cậu ra mày phòng công chứng đó để ký vào cái tơ lập di chúc bằng nhậu. Nó ướt cậu sống lại cậu sẽ lấy nhà cho nó. Nó ướt cậu sống lại để cậu tiếp tục mà nuôi mẹ con nó. Thì bây giờ nó nhắm tình hình không ổn rồi, tình hình không xong rồi. Không xong rồi bà nội, cô nội ơi, đó, nó muốn thỏa thuận, nó nói giờ nó muốn ngồi lại với ai kệ mẹ mày, đừng ngồi lại với Hồng Loan, đó, muốn ngồi lại với ai kệ mẹ mày ngồi lại đi, ai rảnh, không có rảnh, không có nhu cầu ngồi lại luôn, không có muốn ngồi lại, không có thích ngồi lại, không có cửa ngồi lại, vừa mắc mớ gì ngồi lại, ta đang vui vẻ tự nhiên ngồi lại với mày, tự nhà cửa cha người ta mất, người ta hưởng, tự nhiên kêu ngồi lại với mày, ngồi gì, cha mẹ mình còn, sao mày không hưởng đi. Tài sản ba ta, má mình phá biết bao nhiêu rồi, má mình ăn biết bao nhiêu, giờ mình ăn biết bao nhiêu tiền đám tang rồi, ăn tiền việc mọi phần mộ chưa đã nữa, còn ngồi lại nữa, nghịch khỏi ngồi, đi vô kia ngồi, vô T30 ngồi, không ai rảnh, không ai mà có nhu cầu mà ngồi lại với mình. Mình là cái thứ gì? Mình là cái thứ gì mà được ngồi lại bàn tài sản ba ta? Má mình phá tài sản của ba người ta, ta chưa nói nữa, ta chưa đập đầu má mình hên lắm, mà đòi ngồi lại, ngồi lại, ngồi ngồi lại để bàn gì? Làm sở hữu hả?
Khờ, dễ ăn của ngoại quá. À, định ngồi lại xin Hồng Loan là ở chung như thở ban đầu. Thôi. Hồi đó không biết á, còn Hồng Loan còn nói ở đây đi, sau này nó chia cho. Bây giờ nó biết giờ nó nổi da gà, nổi da vịt, nổi da mông hết trơn. Nó biết mà làm bùa làm ngải, làm đủ chiêu trò để mà ạt nó, làm đủ chiêu trò để đưa nó vòng lao lý. Nó sợ hơn thôi con nội lên luôn, ở cho ở chung. Nó không biết, nó tưởng là đàng hoàng, nó kêu ở chung sau này nó chia mà đâu chịu. Chờ khiến không chịu, chờ khiến phải tham vậy đó, không chịu. À, giờ nhờ vậy đó mà Hồng Loan giờ được toàn quyền quyết định căn nhà của mình, mà không phải dòm sắc mặt ai để sống, không phải phải sống trong nhà mà lúc nào cũng thủ, sống trong nhà lúc nào cũng phải sợ sệt đó. Nhờ vậy đó mà Hồng Loan giờ nó toàn quyền sở hữu căn nhà, nó khỏe phong thủy đầy nhà. Còn lúc trước cô Sáu ở toàn là phong lâm mắt biến không, phong lâm mắt biến cái gì đâu không à. Đó, bây giờ ve kêu là thôi ở chung như thở ban đầu đi, rồi sau này Hồng Loan bán đất chia như như ngày nào. Thôi nói một lần thôi, không nói nữa. Bố hổm kêu ở lại, không ở là thôi. Bố hổm nói mốt chia không ở chẳng chịu, thôi bây giờ quên rồi, bây giờ rút lại là nói không chia cũng què vậy chứ, còn 1.000 cũng chia nữa. À, quậy tanh bành té bẹ, muốn ăn luôn, muốn nuốt cả, nuốt trọn. Bây giờ nuốt không nổi, bây giờ muốn ở lại như thở ban đầu không có đâu. Mơ đi gái, xưa rồi Diễm, xưa rồi, thấy không. Trời ơi, mẹ con mày làm mấy trò nít quá, giống chơi đám dỗ nhà hàng mấy đứa nít quá. Trời ơi, quậy đã rồi, dành nhà dành cửa hại còn ta te, tôi không đợi, không không được rồi. Giờ cứ ở lỡ như thở ban đầu đi, trời ơi, về đây bên nhau, ta nói lời chuyện xưa, chuyện tình mà bao năm qua đó, đúng không. Giờ muốn ngồi lại ở thở ban đầu, trời đâu coi cộng đồng mạng, cộng đồng mạng với lợi nhà nhà của Hồng Loan mà nghe chuẩn bị ở lợi cô Sáu á, tụi nổi da gà hết chứ, nổi da gà hết chứ, muốn làm mệt luôn, muốn xỉu ngang luôn. Ở lại cô Sáu hằng ngày phải đấu cơm cô Sáu ăn, giờ làm ra tiền sợ cô Sáu ăn cắp nữa, giờ sợ cô Sáu làm bùa làm ngải nữa, sợ cô Sáu vu qua giá quả cho mình nữa. Sợ cô Sáu thiếu nợ, thiếu nợ ở đâu lỡ giang hồ kéo là ầm ầm với cửa nhà Hồng Loan đầu nữa, đúng không cả nhà. Trời ơi dễ quá vậy, chơi khôn vậy, cho hai mẹ con mà chơi khôn vậy, quậy banh chành đào dành nhà người ta không được. Bây giờ thôi ở lợ đi, chơi nghỉ chơi thôi, giờ hết hết giận rồi, chơi lại đi, đi chơi lại ha, chơi lại ha, dễ ăn quá. Trời ơi, ve ơi ve, ve làm nhiều cái tôi cười với tôi mệt quá ve, mệt dễ sợ. Ước cậu sống lợ để lập để ghi âm, ước cậu sống lợ để lập di chúc bằng nhậu có chữ ký của cậu, ước cậu sống lợ để lấy ra lấy giấy tờ của cậu đưa, ước cậu sống lợ để làm gì, ước cậu sống lợ, cậu mà sống lợ á, cậu mà giờ sống lợ á thì Hồng Loan không để yên cái vụ mà ăn tiền đám tang đâu. Hồng Loan không để yên cái vụ mà ăn tiền quyệt mộ phần mộ đâu, không để yên mà cái vụ mà làm mộ cha đó mà không không cần ngó ngàng tới đó, không hỏi ý kiến nó đâu, không có chuyện ở đâu. Mình ước cậu sống lại để đòi quyền lợi cho mình thì Hồng Loan nó cũng ước cậu sống lại để rõ ràng câu chuyện à của Hồng Loan chia tài sản cho ai để khỏi mệt mỏi, đúng không, đúng không ve. Sao mình hay ước quá à? Mấy đứa làm, mấy đứa làm biếng á, mấy đứa làm biếng ham ăn biếng làm giống hai mẹ con ve đó là phái ước lắm. Có ngày ướt không mà không có khô, có ngày ăn nó ướt 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 với ướt nhẹp luôn, không có khô nổi luôn, không có khô nổi luôn. À biết sao, ta ham ăn biết làm, đâu cần làm. Có ngày ướt một cái gì đó uy diệu, ông bụt xuất hiện à để cho mình phá đi đường lụm của rơi, phá này phá kia, đâu cần làm. Đó là biểu hiện của kẻ làm biếng, biểu hiện của kẻ làm biếng mà thích ăn là hay ướt hay mơ mộng lắm. Còn người ta trên đời này muốn làm, muốn có cái gì phải tự thân vận động, phải kiếm tiền, tự mình kiếm tiền thì mình mới có, chứ ở đâu mà ước. Đâu phải ngày xưa trong chuyện cổ tích đâu mà ước, mà ông bột xuất hiện thì ông cũng cho người tốt người hiền, chứ ông bột nào mà giúp đỡ mẹ con ve ăn không ngồi dòi ham ăn biết làm vô ơn phản phúc à, đúng không nhà. À, làm những trò bị ỏi xấu xa, ông bột nào giúp đỡ mà ước mẹ hả mẹ. À rồi nó tới le le đi, le le vậy bị khùng quá nhà, le le vợ bị khùng rồi. À, không có chuyện gì cũng lấy cái máy lên live stream, biết live stream kể gì không, nó kể là thằng con nuôi của nó đó, thằng thái tử đó, thằng thái tử con nuôi đó đó, à thấy le le với bàn thờ hạnh phúc quá, ôm nhau, cái con nuôi giận bỏ đi. Ủa ngộ vậy, chuyện gì vậy, cha mẹ mình hạnh phúc mình mừng chứ, tại sao cha mẹ mình hạnh phúc mà mình giận. Vậy là cái thằng thái tử đó với le le có chuyện gì, có nghĩa là thằng thái tử đang ghen với anh bàn thờ. Vậy hai người có chuyện gì mà ghen, tại sao mà cha mẹ mình hạnh phúc là mình phải mừng và chúc hạnh phúc cha mẹ mình chứ, tại sao mà thấy cha mẹ mình hạnh phúc mình giận mình bỏ đi. Chuyện này lạ lắm mà nha, chuyện này nó hơi lạ, sai sai chỗ này nè, có phần sai sai chỗ này nè. Tự nhiên lên kể con nuôi của mình thấy vợ chồng hạnh phúc bỏ giận bỏ đi, vậy là giữa con nuôi với le le có chuyện gì mà lại ghen với lại anh bàn thờ hả,
Thường thường mình cha mẹ mình hạnh phúc là mình mừng đúng không? Mình chúc tụng, mình mong cậu cha mẹ hạnh phúc. Này cha mẹ hạnh phúc mình giận là sao? Vậy là ghen hả? Con nuôi mà đi ghen với cha. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Không hiểu luôn. À biết bị khùng rồi. Với le le bị khùng rồi. Không có chuyện gì cũng dựng máy lên kể câu chuyện tào lao. Bởi à, giàu mà không có sang là chỗ đó. Bây giờ cũng không giàu luôn nữa. Lúc trước giàu mà không có sang, lúc này không giàu luôn. Mà không có sang luôn. À để coi nơi ni ni nói gì ha. Ni tát một gáo nước lạnh vô vô mặt của le le hơi nặng à. Hơi nặng à. Ni mà ít viết thì ta tốt lắm. Mà ni viết là đọc phải căng cái não ra. Phải phùng cái não ra mới hiểu được. Nói kiểm tra hàm răng mớm giùm chị luôn nha. Răng tạm hay răng chính thức? Trong hàm mớm đã cắm implant chưa? À, chất xứ là chất làm từ kim cương hay nạm đá quý à, không? À, cho giấy kiểm định nha. Khi nha sĩ kiểm tra luôn. Để sẵn nếu ai cần đối chứng thì cung cấp, không đối chứng thì cất giữ để làm kỷ niệm nhớ đời. Và đặc biệt nhờ chính thức lên tiếng khi tiết kiện phải là con người chứ không phải là động vật nha, động vật bưng bô nha. Có nghĩa là ai muốn đòi răng, ai cho răng, ai kêu Hồng Loan làm răng thì người đó ra đòi, chứ đừng kêu Hà Mã là động vật bưng bô. Đó, nhờ chính thức ra nói chuyện đàng hoàng, gặp Hồng Loan trao trả răng đàng hoàng chứ không tiết kiện động vật bưng bô có nghĩa là Hà Mã đó. Đó, đi nói chuyện à. Nhi nói chuyện phải căng não ra mới hiểu được. Nó cà nó thấu cái đầu óc luôn. Nhi nói chuyện là thấu đầu óc rồi đó. Đúng không? Phải kiểm tra đàng hoàng. Văn tạm làm bằng cái gì? Mà văn tạm là chỉ tạm thôi, chứ đâu có mãi mãi đâu. À mà tính tiền 800 triệu bây giờ vớt xuống 150 triệu. Ở đâu ra 150 triệu vậy? Hàm văn tạm 150 triệu. Cái nghe có hiểu từ tạm không? Tạm có nghĩa là không có có bền lâu. Tạm là tạm thời thôi. Tạm thời trong thời gian đó thôi. Vậy mà tính 150 triệu. Đâu có xài đâu mà 150 triệu. Thì bây giờ cho răng thì trả răng lỡ. Mắc mớ gì mà trả tiền. Đúng không cả nhà? Chị tặng tôi răng, chị đòi răng, tôi trả răng. Mắc mớ gì quy ra tiền? Tại sao quy ra 800 triệu? Và bây giờ sợ bóc mẻ ra, sợ công an kinh tế vô điều tra, hàm răng thì 800 triệu. Vậy lúc trước đóng thuế bao nhiêu? À, sợ lầu ra, bắt đầu lên khóc. Em tha cho chị được không lớn? Chị mệt mỏi lắm rồi. Lúc em cần chị em điện cho chị đâu cần gì đâu. Sao em hại chị vậy Loan? Giờ chị em tha cho chị được không? Từ nay chuyện giữa chúng ta hết rồi. Chị mệt mỏi lắm rồi. Chị giao xin em, chị lại em tha cho chị được không? Chị mệt lắm, tại sao em làm như vậy với chị hả chị Loan? Chị thương chị em mà. Chị hết lòng hết dạ vì em mà. Chị trục lợi hết mình hết mấy mà. Chị lợi dụng em hết hình hết mấy mà. Tại sao em lại đối xử với chị như vậy hả Loan? Em suy nghĩ lại đi. Có ai chửi không ta? Bình luận có ai chửi không ta? Hả? Vì sao hả Lô? Dạ. Chị đâu có làm gì em đâu. Thôi bây giờ nếu như em muốn trả dân thì tính ra tiền em chuyển như đâu em chuyển đi. Hội mặt trận hay là hội thập đỏ hay là bà sư cô nào đó đó. Em chuyển vô đi. Phê học sợ. Em chuyển vô đi đâu. Chị ẩm thèm mấy kiểu đó đâu. Chị mệt mỏi ra ma này lắm rồi. Tha cho chị đi. Chị yên ổn những ngày. Tha cho chị đi luôn. Chị mệt lắm rồi luôn ơi. Có ai chửi không ta? Có ai chửi không ta? Trang điểm đẹp xíu mà lem lem chứ. Trời trời. Khóc mà cái mặt nó sượng. Nó sượng còn hơn là củ khoai mì mà ngâm nước nữa. Nó sượng chân. Nó sượng y chang là làm bánh đúc mà bị sượng như cái này. Thánh nào ơi, không có một chút biểu cảm. Không có một chút gì mà nói chung là nhìn không có chịu nổi luôn á. Cái gì hết trơn. Chị thương em đó. Chị mệt mỏi lắm rồi. Chị không biết gì hết chứ. Chị đến với em là tấm lòng chân thật. Chị trục lợi hết mình. Chị lợi dụng em hết mình luôn. Mà em giờ làm như vậy. Chị chưa lợi dụng đủ mà. Chính gánh gian tạm. Để lùa gà mà không được thì thôi. Giờ em tính tiền chứ. 150 triệu em muốn chuyển đâu em chuyển đi luôn. Em đừng nói với chị nữa Lương ơi. Thế với chị được không Lương? Chị mệt mỏi cuộc đời lắm rồi Lương ơi. Chị không nói tới em nữa. Làm ơn đừng nói tới chị nữa. Chị ế như đó đủ rồi Lương ơi. Em mệt quá trời ơi. Cái gì vậy trời? Cái gì mấy mẹ?
Thôi mệt quá. Chào tạm biệt ở nhà, mệt quá nhà.